Bạn có biết cách để biến cây vợt cầu lông công thủ toàn diện thành cây vợt cầu lông tấn công sẽ như thế nào không? Cách đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng miếng dán nặng đầu vợt. Miếng dán nặng đầu vợt này tới từ thương hiệu AlphaV. Mỗi miếng dán sẽ có trọng lượng khác nhau. Thông thường sẽ có trọng lượng là 0.5g. Chúng ta sẽ dùng để dán vào vị trí chính giữa trên đầu vợt như thế này nhé. Và cách thứ hai đơn giản hơn, đó chính là bạn nên là một đứa con ngoan để có thể xin tiền mẹ mua một cây vợt cầu lông tấn công anh em nhé. Mời đẹp.